cảnh sắc thiên nhiên kỳ thú, những nét bản sắc văn hóa độc đáo và truyền thống lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng đáng tự hào, khí chất của những ngư dân ăn sóng nói gió, chân chất mộc mạc nhưng mạnh mẽ và đầy bản lĩnh, những làng quê trù phú nhộn nhịp xuôi ngược những con tàu đầy khoang tôm cá, tất cả đều được thể hiện trong bộ ký sự Những làng biển Quảng Bình. Xanh dâng sóng như đón người. Mỗi sớm mai trời yên biển lặng, khi ánh bình minh tạt vàng những con sóng, ấy cũng là lúc các tàu cá của ngư dân Hải Trạch đánh bắt vùng lồng trở về nhà. Biển cá của làng biển xôn xao trong nắng mới. Hải sản từ tàu thuyền được chuyển lên bờ trong niềm vui của ngư dân đông đầy bên chân sóng, hòa trong những giọt mồ hôi mặn mòi sau một đêm thức với biển khơi. Người dân Lý Hoa, Hải Trạch cho biết, con cá, con tôm trong lồng không còn dồi dào như trước. Muốn làm ăn lớn, muốn mở mang nghề khai thác hải sản của cha ông, phải sắm thuyền to, máy lớn vươn khơi đi biển dài ngày. Nhóm làm phim kỳ sự về Hải Trạch lần này vào lúc thời tiết không được thuận hòa. Mang theo lời tâm sự của người làng biển, chúng tôi đến khu dịch vụ sửa chữa đóng mới tàu thuyền ở Nam Ngoài Hòa. Một con tàu lớn đang được những người thợ gấp rút hoàn thiện. Chủ tàu cho biết, ông vừa mua hai máy tàu có tổng công suất gần 900 cv để lắp đặt cho con tàu này kịp hạ thủy theo tiến độ đã đề ra. Những người thợ đóng tàu góp chuyện cho hay, mỗi con tàu lớn như con tàu mà họ đang đóng có chi phí trên dưới 3 tỷ đồng. Vậy là để đánh bắt con tôm, con cá từ lòng biển bao la, người dân xứ biển không chỉ cần có bản lĩnh, nghị lực, lòng dũng cảm và quyết tâm bám biển, mà còn cần đến những đồng tiền đầu tư mua sắm tàu thuyền, ngư lưới cụ và trang thiết bị hàng hải hiện đại, đủ sức vươn khơi, làm chủ những ngư trường lớn, giàu tiềm năng về nguồn lợi hải sản. Lúc này gió mùa bắt đầu thổi mạnh, mặt biển không còn trong xanh phẳng lặng nữa. Vượt qua những đợt sóng âm ao tung bọt xô vào bờ cát, một vài ngư dân Lý Hòa vẫn cần mẫn đưa thuyền ra biển đánh cá. Chỉ với chiếc bơ nan nhỏ, men theo dải nước ven bờ, sau vài tiếng đồng hồ bồng bềnh trên sóng gió, hai ngư dân Hoàng Tân và Hoàng Tuệ ở thôn Tân Lý, xã Hải Trạch cũng kiếm được chụp đỉnh. Chụp đỉnh của hai ngư dân chịu thương chịu khó này là khoảng 500 ngàn thu nhập từ mớ tôm cá đánh bắt được, cùng phần thực phẩm tươi nguyên dành lại cho bữa cơm gia đình thêm đậm đà mùi vị biển khơi. Gặp khi thời tiết xấu, đa phần ngư dân đều tranh thủ ở nhà đoàn tụ với người thân. Dẫu vậy, họ vẫn không quên truyền miếng cơm manh áo mưu sinh. Các thành viên trong gia đình quây quần buộc câu phá lưới, chia sẻ cùng nhau những buồn vui, gian khó, lo toan và biết bao nỗi niềm trăn trở. Với những người đàn ông quen chân trần từ màn thuyền, ngực trần hứng gió biển, tháng ngày lênh đênh trên sóng nước, họ trân trọng và chắc chiêu từng phút giây được tận hưởng không khí ấm áp, yên bình, tràn đầy yêu thương dưới nếp nhà thân thuộc. Cuộc sống bình dị, mộc mạc chân quê, dẫu không bỗng chốc có thể giàu sang, an nhàn, nhưng thật phóng khoáng. Sự tạo tân sẽ chia thầm lặng của những người mẹ, người vợ, người em làng biển luôn neo giữ để những người đàn ông gắn bó với biển thủy chung với tay lưới con thuyền. Thời tiết đọng đảnh là dịp may để chúng tôi gặp được lão ngư Nguyễn Văn A và con trai ông, thuyền trưởng của một tàu cá đánh bắt xa bờ của xã Hải Trạch. Chuyện trò với chúng tôi, ông cho biết Hải Trạch có 5 tổ hợp tác đoàn kết sản xuất trên biển. Mỗi tổ hợp tác có từ 6 đến 10 tàu cá công suất lớn chuyên đánh bắt tại ngư trường Hoàng Sa, Trường Sa.
Riêng tổ hợp tác mang tên Ánh Sáng của ông có 6 tàu, chuyên nghề câu và mành chụp. Thuyền trưởng Nguyễn Hải, con trai ông A khẳng định, nhờ trang bị tốt, có khả năng đi biển dài ngày, các đội tàu đánh bắt xa bờ là lực lượng nòng cốt đưa sản lượng khai thác hải sản của xã Hải Trạch mỗi năm trên 1.500 tấn. Điều đáng mừng nữa là phần lớn sản phẩm đánh bắt của các tàu cá xa bờ là hàng xuất khẩu gồm mực, cá hố và cá ngừ đại dương. Vừa qua nhà nước có là tăng cấp cho những con tàu đi là đánh bắt xa bờ là có những cái máy là coi như là ECOM để là coi như điền về thông tin về ở đất liền để tiếp xúc nắm bắt tình hình ở địa phương, ở gia đình với vợ con, bạn bè anh em ở nhà giữa đất liền và biển khơi. Nói chung lúc nào cần thiết cùng có thể là coi như ta đối tượng với nhau để điều kiện thuận lợi nhất khi chúng tôi nắm bắt được tình hình ở đất liền thì yên tâm để là coi như hoạt động trên biển. Anh Đặng Minh Cương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hải Trạch, tháp tùng chúng tôi đến nhà ông trưởng thôn Quốc lộ 1A Nguyễn Văn Cảnh. Thôn có tên như vậy bởi dân cư trong thôn sống bám dọc hai bên tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa bàn. Ông Cảnh mở cửa hàng kinh doanh máy nổ, động cơ diesel, động cơ điện phục vụ nông nghiệp, ngư nghiệp. Thì ra ở Hải Trạch, dịch vụ thương mại và tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn chiếm trên 60% tổng thu nhập trong cơ cấu kinh tế của địa phương. Như để minh chứng cho sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền xã Hải Trạch trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất, mở mang ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân, anh Đặng Minh Cương đưa chúng tôi đến thăm một cơ sở gia công cơ khí, sản xuất các sản phẩm phục vụ nhu cầu xây dựng dân dùng. Người Lý Hoa, Hải Trạch giờ đây không chỉ thào mỗi nghề chài lưới. Với sự thảo phát, nhảy bèn vốn có, hòa trong nhịp sống sôi động muôn màu, muôn vẻ, họ biết nắm bắt cơ hội, khai mở hướng làm ăn bền vững, lâu dài, bằng nhiều ngành nghề, công việc khác nhau. Sản phẩm của cơ sở gia công cơ khí này, vì thế sản xuất đến đâu tiêu thụ đến đó. Người địa phương khác cũng đến tận nơi đặt hàng gia công sản phẩm. Ghé thăm cơ sở thu mua hàng hải sản Phóc Thìn, dù là ngày biển đồng, nơi đây vẫn còn dự trữ nhiều loài hải sản cao cấp tươi sống và đông lạnh. Bà Nguyễn Thị Thìn, chủ cơ sở kinh doanh này cho biết, mỗi ngày cơ sở thu mua của ngư dân trên dưới 1 tấn hàng hải sản tươi sống, để rồi đưa đi tiêu thụ tại địa bàn các tỉnh phía Bắc từ Quảng Bình ra tận Hà Nội. Kết nối giữa đánh bắt, khai thác với tiêu thụ sản phẩm tại chỗ, góp phần hình thành liên kết trong chuỗi giá trị, nâng cao hiệu quả của kinh tế biển, giúp ngư dân thêm yên tâm bám biển sản xuất. Đi giữa làng biển Lý Hòa bây giờ, người ta không dễ thấy làng bằng thấy phố. Truyền thống làng xưa, tục quen buôn bán từ hàng trăm năm vào Nam ra Bắc trên những chuyến ghe bầu vượt biển, để hôm nay đây có một Lý Hoa là trung tâm thương mại, dịch vụ sầm uất, một phố thị trên quê biển Quảng Bình. Nhiều người bảo rằng, muốn mua thứ gì, dù hiếm, dù khó tìm đến đâu, cứ về chờ Lý Hoa là có. Nhìn những dãy ký ốt san sát khang trang, bề thế, với cơ man hàng hóa đủ loại, chúng tôi cho rằng, nhận định ấy dẫu có ngoa dù đôi chút, thì vẫn phần nào phản ánh hiện thực đầy sôi động trong cung cách làm ăn kinh doanh của người dân làng biển Lý Hòa. Trở lại nhà ông trưởng thôn Nguyễn Văn Cảnh để nghỉ chân, bên chén trà thơm phức nóng hổi, ông Cảnh bày tỏ với chúng tôi sự hài lòng trước những đổi thay nhanh chóng của quê hương mình. Làng biển giàu có lên, người dân càng gắn bó, đùm bọc, đoàn kết, thương yêu nhau trong đầm sâu tình làng nghĩa xóm. Những năm qua thì phải nói Hải Trạch trong những xã là về thì phát triển kinh tế rất ổn định, và như vậy về thì hộ nghèo, ví dụ như hộ nghèo của năm 2014-15 so với mặt bằng chung của toàn huyện thì Hải Trạch được giảm rất nhiều, thì đó một cái khởi sắc của xã Hải Trạch. Về với Lý Hòa nhiều lần rồi, nhưng lần nào cũng vậy,
trong chúng tôi bao giờ cũng trào dâng cảm xúc tươi mới. Đứng trên cầu Lý Hòa bắc qua dòng Thuần Cô, chúng tôi say mê ngắm nhìn một Lý Hòa lung linh sắc màu phố biển. Còn ai đó, nếu mới đến Hải Trạch lần đầu, hẳn là không khỏi kinh ngạc bởi sự hoàn thiện về cơ sở hạ tầng của miền quê biển này. Nhà cửa cao tầng của dân mọc lên san sát với dáng vẻ, kiến trúc, màu sắc hiện đại. Tất cả đường thôn, ngõ xóm đều đã được bê tông hóa, sạch đẹp, khang trang. Sân vận động của làng trở thành địa điểm để người dân Hải Trạch, đặc biệt là lớp trẻ tổ chức các hoạt động tập thể, các cuộc diễu hành, các lễ lạc tập trung đông người, đồng thời làm nơi tổ chức các hoạt động thể dục thể thao, các giải đấu, góp phần rèn luyện khí chất, tăng cường sức khỏe cho cả cộng đồng. Tất cả các thôn trong xã đều đã có nhà văn hóa. Đây vừa là nơi hội họp của các tổ chức đoàn thể trong thôn, vừa là sàn diễn đầy sôi động, chắp cánh cho lời ca tiếng hát yêu đời của già, trẻ, gái, trai, làng chài Lý Hòa ngân vang trong các ngày lễ hội. Với chúng tôi, những người thực hiện kỹ sư về với Lý Hòa Hải Trạch, chúng tôi càng hiểu thêm giá trị của tinh thần đoàn kết cộng đồng. Gần 2.100 hộ dân với gần 11.000 nhân khẩu quần cư vỏn vẹn trong 35 hectare đất ở. Song người Lý Hòa vẫn hào phóng dành những khoảng đất đẹp, rộng rãi để xây dựng các công trình công cộng mang ý nghĩa phúc lợi xã hội chung. Đi từ Bắc vào Nam, đã qua nhiều làng biển trên dải đất Quảng Bình, đến Lý Hòa, chúng tôi mới bắt gặp khu vực trung tâm xã được quy hoạch một cách đồng bộ, hài hòa và hợp lý. Hẳn đây là kết quả từ tầm nhìn dài hơi của lãnh đạo địa phương, cùng một đồ án quy hoạch xây dựng công trình hạ tầng xã hội được xem xét, chọn lọc kỹ càng, mang hàm lượng nghệ thuật kiến trúc rõ nét. Hẳn là thế, nên trên vùng đất chật người đông Lý Hòa, Hải Trạch, trạm y tế và trường học các cấp vẫn có được khuôn viên rộng rãi, đáp ứng được các quy định trong bộ tiêu chí chuẩn quốc gia. Hẳn là vì thế và nhờ thế, người dân Hải Trạch đủ mọi lứa tuổi đã, đang và sẽ có được chất lượng cuộc sống tốt hơn cả về vật chất lẫn tinh thần. Tiếng con trẻ đùa vui hồn nhiên trong khuôn viên trường tiểu học Hải Trạch thúc giục chúng tôi gặp gỡ các thầy cô giáo để tìm hiểu sâu thêm câu chuyện về xã hội hóa giáo dục tại làng biển này. Công tác trong ngành giáo dục đã lâu, thầy Nguyễn Tăng Thái, hiệu trưởng trường tiểu học Hải Trạch rất cảm phục và tâm đắc cái cách mà ông Phan Hải, người quê gốc Hải Trạch, hiện đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, đóng góp xây dựng quê hương. Ông Phan Hải và vợ ông, bà Phạm Thị Dung đã đầu tư các hạng mục công trình quan trọng tại ba trường tiểu học, trung học cơ sở và mầm non tại quê nhà. Thầy và trò trường tiểu học Hải Trạch bây giờ yên tâm dạy và học bởi cơ sở vật chất trường lớp nhờ vợ chồng ông Phan Hải, bà Phạm Thị Dung đầu tư nay đã hoàn thiện. Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, công trình công viên văn hóa, công trình phục dựng chùa Vĩnh Phước đều do một tay vợ chồng ông Hải, bà Dung tài trợ cho làng. Được biết, vợ chồng ông Hải đã đóng góp trên 48 tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi cho quê hương. Cô giáo Nguyễn Thị Liên, hiệu trưởng trường mầm non Hải Trạch chia sẻ với chúng tôi rằng, sau khi nhà trường hoàn thiện một đơn nguyên dùng làm phòng học với đầy đủ đồ chơi, trang thiết bị nuôi dạy trẻ mầm non từ nguồn tài trợ của vợ chồng ông Hải, bà Dung, chất lượng nuôi dạy các cháu được cải thiện hơn trước. Có thêm phòng học nên tuy là trường có số trẻ đông nhất nhì huyện Bố Trạch, nhưng nhà trường vẫn đảm bảo chế độ bán trú cho trẻ và không bị áp lực về quá tải sĩ số của mỗi lớp học. Có lẽ đi nhiều nơi, biết nhiều điều, trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc của một người thủy thủ, bằng tấm lòng chân thành của mình, ông Hải trân trọng những giá trị văn hóa, lịch sử của làng, đồng thời muốn gửi gắm tới thế hệ tương lai của vùng quê bên chân sóng, kỳ vọng về sự kế tục xứng đáng để tên tuổi của làng biển Lý Hòa luôn tỏa sáng. Làng tôi từ xa xưa là một làng truyền thống khóa bản. Chúng tôi đã đi công tác bao nhiêu năm, nay trở lại quê hương. Tôi nhận thấy là tuy nhà nước có đầu tư nhưng mà cơ sở vật chất
là vẫn còn hạn chế. Nên thì tôi đã cùng với vợ tôi đã đầu tư những công trình như trạm y tế, trường cấp 2, trường cấp 1 và mẫu giáo. Thì tôi mong muốn làm thế nào đấy là cơ sở tốt hơn để các cháu chấp cánh bay xa hơn. Vì không gì quan trọng bằng là trí thức. Có trí thức mình làm được tất cả. Sau những trải nghiệm thú vị với người dân quê biển Lý Hòa, mang xúc cảm tốt lành về đất và người xứ biển đang vững vàng tự tin về đích trong hành trình xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đã có buổi tiếp xúc làm việc với lãnh đạo Đảng ủy và Ủy ban Nhân dân xã Hải Trạch. Ông Nguyễn Duy Hùng, Bí thư Đảng ủy xã nói rằng, với Hải Trạch, phát triển kinh tế xã hội phải song hành với việc bảo tồn nét đẹp truyền thống trong bề dày lịch sử văn hóa của làng quê, đồng thời phải giữ vững ổn định chính trị và xây dựng thế trận quốc phòng an ninh vững chắc tại địa bàn. Vấn đề quan trọng nhất mà các ủy đảng chính quyền xác định là vấn đề thứ nhất là vấn đề tiếp tục giáo dục cái truyền thống cách mạng, yêu làng, yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội cho cán bộ đảng viên, đặc biệt là thế hệ trẻ. Để tới đó xác định rõ cái trách nhiệm của mình trong việc xây dựng quê hương ngày càng đổi mới. Cái nội dung thứ hai không kém phần quan trọng đó là phải chuyển dịch cái cơ cấu kinh tế, tập trung vào những cái lĩnh vực sản xuất kinh doanh có lại để không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Đây là một trong những cái vấn đề quan trọng lâu dài mà trách nhiệm cấp ủy đảng chính quyền phải tập trung lãnh đạo chỉ đạo. Từ vị trí cao ở làng Lý Hòa trông ra biển, bãi đá giếng, bãi đá nhảy đẹp mê hồn. Đó là nơi dãy núi Lề Đề chạm vào sóng nước của biển Đông. Người Lý Hòa, Hải Trạch luôn tự hào bởi quê hương mình, quê hương Bố Trạch, Quảng Bình, có một khu du lịch xanh thẳng sơn thủy hữu tình, cảnh sắc kỳ thú. Ông Phạm Ái Nhân là một kiến trúc sư quê Hải Trạch và là tác giả của công trình khách sạn đá nhảy. Có thể xem ông là một trong những người đầu tiên khai mở việc xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch tại khu danh thắng đá nhảy. Bây giờ ông đã là người thiên cổ. Đá nhảy của ngàn năm trước và hẳn là của ngàn năm sau vẫn thế. Lãng tử, mộng mơ, kỳ bí và hấp dẫn đến lạ thường. Chợt âm vang giữa nước non trời biển những vần thơ đầy lãng mạn của nhà thơ Hồng Thế. Sóng cứ vỗ, đá thì cứ nhảy. Trăm năm sau hỏi đá có còn đây. Còn đá nhảy, đời còn mơ mộng. Còn trời cao, còn biển rộng, còn say.